Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình nha. Hôm nay thì mình có anh khách đặt cho mình cái thùng Cookie 58 nha anh em. Thùng chạy dây Cura. Lúc trước mình cũng có quay trên cái bãi của mình. Đó thì mình sẽ anh khách anh đặt cho mình làm ok chạy ok hết nha. Xài tự ngắt hết nha anh em. Rồi, trước tiên vô video clip thì xin chúc anh em xem video clip có một tối tràn đầy niềm vui nha, và sức khỏe. Đó. Rồi giờ mình sẽ vào chi tiết con máy này nha anh em. Quay cụ thể con máy này cho anh em xem. Đó, hàng thì thùng riêng nguyên bản luôn. Đó. Rồi, giờ mình sẽ vào chi tiết nha. Trước tiên là vào cái đầu nén nha anh em. Cái đầu của nó là hiệu GR508V nha. Dòng UK 58. Con này nước sơn còn nguyên riêng luôn nha. Hơi chấp xíu này xíu nha. Sơn còn nguyên riêng. Đó. Mẹ đồng thau của nó đây. Đồng thau của nó cũng còn nguyên riêng luôn nha, nguyên bản luôn. Bãi về sau mình để vậy nha. Con này đi xứ 25 ly. Nó xài với mức áp tầm khoảng 80, 60 80 nha. Đó. Chạy chạy bét 2.5 thì nó vừa có áp vừa có nước. Lưu lượng nước tầm khoảng 30 đến 35 lít trên 1 phút. Đó, thích hợp cho anh em rửa xe tải, xe ben nha. Đó. Rồi, con này thì nó cái này là chỉnh áp của nó nha. Chỉnh áp nha anh em. Chỉnh áp nó đây. Đó, vặn nha. Đó, chỉnh áp. Này nó có hai rờ le. Đó, một rờ le nè. Hai cái, một cái thường đóng, một cái thường mở nha. Đó, hai cái nha, hai cái rờ le. Đó. Hai cái rờ le. Này mình có vô cái đồng hồ mới nè, vô đồng hồ mới. Tại vì về nó mất đồng hồ, vô đồng hồ mới nha. Đó. Cái này là nước đường nước hồ về. Đó, đường nước hồ về. Này là đường nước hút nha. Đường nước hút. Đó, đường hút vào. Con này thì được thiết kế qua dây Cura nha anh em, dây Cura. Chạy khá là êm. Dây Cura nha. Đó, dây hai dây Cura. Nửa nào cho mấy em. Đó. Hai dây Cura. Thì con này nó được lắp qua motor của Toshiba nha. Toshiba điện 3 pha. Riêng của nó là điện 3 pha 200. Đó, mình đã đấu qua điện 3 pha 38. Xài nha. 3 pha 38 là xài điện 3 pha của Việt Nam mình nha anh em. Đó. Trong này á, trong hộp này á là nó có khởi động từ nè. Hộp khởi động từ, hộp rơ le. Rơ le nha, khởi động từ thông mơ thời gian. Đó, nó sẽ mỗi khi anh em ngắt súng á là máy nó sẽ ngắt máy nha. Thì theo anh em chỉnh tầm 2 giây 3 giây nha. Đó, đầy đủ. Con này thì cái này là cái móc này, móc khóa nè. Để anh em dụ như cẩu năng á là cái này xài móc. Đó. Này có miếng trắng Jaguar. Ở riêng của nó luôn. Chỗ này là anh em gác súng. Còn cái này là để chụp cái nắp lại nè. Đó, chụp nắp lại. Đó, nguyên cái thùng luôn. Đó, nguyên thùng luôn nha. Này thì có thùng inox nha, thùng inox đây rất là to luôn. Thùng này có 70-80 lít. Nước ra nha anh em. Đó, đặc biệt có phao cơ nè. Phao cơ cấp nước vô đây nha anh em. Nước đầy nó sẽ đóng cái phao lên là nó sẽ ngắt nước. Còn chạy thì nó xả từ từ ra. Đó, con này nó có thông số nha. Thông số nó đây. GR508VL. Đó, áp được 50 MPa. Đó. Lưu lượng nước tầm 30,8 đến 30,5 lít. Cái thùng này nặng 120 kg nha. Nguyên cái thùng này nặng 120 kg, chưa tính dây súng nha anh em. Chưa tính dây súng. Cái dòng điện của nó 50 hạt hay 60 hạt nha. Đó. 3.7 kW, điện 200V. Điện 200V là mình đã đấu qua điện 3 pha 38 rồi nha. Đó, thùng nước, 4 bánh xe. Đầy đủ nha. Đó, cái này có công tắc nè. Tắt mở nè. Đó, tắt mở nha. Máy thì đang bật lên rồi. Đó, đang ngắt súng là tự ngắt máy. Rồi. Đẩy đây lại nha anh em. Đó, cái này để lại nè. Đó, khóa lại. Rất là em luôn. Súng thì ra chỗ này. Rồi test qua sợi dây cho anh luôn nha. Dây thì mình có chế nó nhanh hết nha. Đó, nó nhanh dây. Dây còn số má luôn nè. Số chữ luôn nha. Dây chịu áp được 163. Dòng này là xài dây bự là này là rất là ngon. Đó, xài qua súng Nhật luôn nha. Súng chỉnh xài chỉnh gom ở cái đầu tay cầm. Đó. Có van khóa gạt luôn nha. Đó, cái này là anh em muốn xài khóa van gạt. Cái này là xài để ngắt ấy nè, chỉnh xòe chỉnh gôm. Đó, chạy bét
bự 2,5 ly. Đó, lỗ bé to. Rồi. Thì mình sẽ bật máy nha. Đó, vặn cái này là chạy luôn nha anh em. Đó. Máy đang chạy rất là êm. Wow. Đó, nghe thấy không? Máy đang chạy luôn. Máy đang hoạt động luôn nha. Máy đang chạy nha, áp được 50 kg. Tại vì cái bét nó to. Đó, xịt với lưu lượng nước nhiều. Quá đã luôn. Đó, ngắt máy nha anh em. Đó, ngắt máy nha. Đang ngắt máy là 3 giây sau là ngắt, 2 giây là ngắt tự động ngắt máy luôn. Rồi tiếp tục. Đó. Máy chạy rất là êm nha. Chạy rất là êm luôn. Đó, đậy nắp lại là êm ru. Đó, đậy nắp lại là êm ru luôn nha. Đó. Để vậy là để cái chế độ này là anh em xài thoải mái luôn nha. Đó, khỏi cần phải bận gì đó. Còn muốn anh em chỉnh xô gom là gọi là cái này. Ngắt máy là cái này luôn nha. Đó, như cái cò của mình nó là xài, súng này xài rất là bền luôn, tại vì cái cò của nó bằng cái van. Đó. Quá đã luôn nha. Đó, rửa xe tải xe ben là con này là quá ngon lành luôn. Đó, máy đang chạy anh em thấy không? Đó, ngắt luôn. Đó, ngắt súng là ngắt máy luôn nha anh em. Thấy không? Quá đã luôn. Đó, chạy rất là êm. Rồi. Quá êm luôn nha anh em. Anh em nào muốn mua cái thùng này á thì con này đó mình đã bán rồi nha. Đó, anh em nào muốn mua nguyên thùng này á thì liên hệ em. Thùng dây Cura và thùng dây cách âm. Đó, thùng dây chạy âm nha, cũng có hết nha. Thì ok 58 luôn. Thùng này cũng đang làm cho anh khách luôn. Đó. Ok 58. Đó, súng Arimitsu luôn. Đó, nghe thấy không? Ok 58, súng Arimitsu. Rồi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết video clip mình nha. Đó, anh em xem xong nếu thấy hay cho một like, đăng ký kênh, chia sẻ nha để ủng hộ. Rồi anh em ở xa thì đặt cọc trước mình thì mình sẽ làm ráp máy lên nha. Còn anh em ở gần thì xuống tại bãi xem. Rồi thì đặt cọc cho em ít rồi em sẽ sắp xếp thời gian em sẽ làm cho anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, để đón xem những video clip tiếp theo cho anh em. Rồi xin chào và hẹn lại anh em. Cảm ơn, chào anh em nha. Bye bye.